Báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thiếu tướng Sái Nhà Vông Sái Nám Thì Lạt, Tư lệnh Chính trị quân khu 3 cho biết, thời gian qua thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối của Đảng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, nắm chắc tình hình vùng trời, biên giới và nội địa quân khu. Nói chuyện với tập thể cán bộ chiến sĩ quân khu 3, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tích quân khu đã đạt được trong thời gian qua, nhất là công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, tạo môi trường ổn định để các địa phương phát triển kinh tế, ổn định xã hội. Chủ tịch nước biểu dương tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, tích cực tham gia các hoạt động phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn vì nhân dân, phục vụ các lực lượng vũ trang quân khu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn lực lượng vũ trang quân khu 3 nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, tận dụng tốt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Tin tưởng, kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, lực lượng vũ trang quân khu 3 sẽ là đơn vị đi đầu trong toàn quân, trong nhiệm vụ quân sự, tiếp tục phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.